สำหรับร้านในขนมปิ้งที่แซนประพฤติสนุกการเพลง
ពីធីដង្ហែកូនកំឡោះចូលរោងជ័យ
ត្រូវសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពិធីដង្ហែកំណត់ចូលរោងជ័យ
chăm bọt rồi, xâm rạp ra nơi khăn ông bị thi riêp rộp lại chờ, xám sập ra mùi mục. Hãy subscribe.
không bị thí bị xa xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng ai trái than lúc ai ơi lúc mà chẳng ai trái than xôm mộng chút chung xâm ban nhiệt mật tiếng con man thay ninh ca con trong trời mục áo chấm nay lô cài ơi tóc mục ngay áo chấm nay lại chưa cướp mục lục la bà rây lục ngay phan chun đồn tay phan chun tua lái ở dọn trong ơi tuông trời không riệp sọc mục ở trong đây lô cài ơi sọc mục ở trong đây chuối ơi ơi bờ chay ơi chuối ơi bờ chay xâm bơi thói xâm rạp ra nơi khăn ông bị thí bằng thói spok chún đôn ta trò lọc tư vinh. Hãy subscribe.
កបណ្ដែតកន្ទងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពិធីមុនពេលកាត់សក់ថ្ងៃត្រង់ណាយឲ្យក្រៅដីលោកាយលោកថ្ងៃត្រង់ណាយឲ្យក្រៅជាតាមថ្នាក់ហើយគៀបថ្វាយទេវតាអរណាណាទេវតាញ៉ែទឹកអោថ្លាចុងណែអើយបំទួងងាយអមនដែតលោកាយលោកអមណាអមនវាអើយព្រះគុណខ្ញុំមកអើយជាហេតុអកំលងអើយបំបត្តិណៃអសៅមកលោកាយលោកអមណាញោមមកអើយយកជ័យមានពរហើយយកជ័យអើយមានពរបាត់ចាប់ដាដីសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពិធីលក់កន្ត្រៃI'm not afraid.
ាតិកាកែវសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពិធីកាត់សក់សារិកាអូនណាកាប់សងហើយជុំ
trọng bèo bìa ấy, xong ra bà nơi khăn ông bị thi, ngút tập ដង្ហែកូនកំឡោះមកសំពះផ្ទឹម
ក្នុងពិធីកែផ្កាស្លា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắm ra prà nơi khăn ông piti, rắm bạc vàng nón, xong con cầm mâm yộc mập tẩm. Thank you.
ao sông tiếng nẹn ngay ao ban lật say sóng vô mất sông tiếng nẹn ngay đắp bay bê lia say ban ao cao ấy ao chăm ấy anh chờ nhà សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពិធីបង្វិលពពិល សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងពិធីចងដៃ អោណាបាយខុនបាយខុនអោចងដៃអើយបាយខុនបាយខុនអោ
chong đa ơi ông bóng bay tỏ say chong đai con chớ chớ na miệng na chong đai áo sôm sóc ao su sợi ơi sê rây ao tan tan ơi sôm sóc ngay ao su sợi ơi sê rây ao tan tan ơi chỗ cát miền bắc đò côn trái tết chưa na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng chôn để nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.